Chào các bạn nhỏ, rất vui được gặp các em trong chương trình Măng Non Thái Nguyên do Phòng Văn nghệ Giải trí Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên thực hiện. Chương trình luôn mong muốn sẽ là không gian tuổi thơ yêu thích và đem đến nhiều điều bổ ích cho các bạn nhỏ. Hãy luôn đồng hành cùng chương trình kem nhé. Và bây giờ chúng mình hãy cùng đến với nội dung của chương trình ngày hôm nay. Nhỏ thân mến, những ngày qua, đoàn viên thanh niên và thiếu nhi thành phố Thái Nguyên đã rộn ràng nhiều hoạt động để chào mừng thành phố Thái Nguyên 62 năm thành lập, trong đó có cuộc thi Em yêu thành phố Thái Nguyên, nơi thế hệ trẻ thành phố giới thiệu và thể hiện tình yêu với thành phố thân yêu qua các video clip. Hãy cùng anh chị làm chương trình tìm hiểu về cuộc thi này nhé. Cuộc thi sáng tạo video với chủ đề Tôi yêu thành phố Thái Nguyên năm 2024 được triển khai từ cuối tháng 9, đã thu hút sự tham gia đông đảo của các cấp bộ đoàn, hội, đội, đoàn viên, thanh thiếu nhi, tạo thành trào lưu đẹp trên mạng xã hội. Với các bạn học sinh trường trung học cơ sở Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, ngôi trường có bề dày thành tích nằm ở trung tâm của thành phố. Tự hào về truyền thống của ngôi trường mình đang theo học bao nhiêu, thì mỗi bạn học sinh nhà trường lại càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình với thành phố thân yêu. Khi mà tranh luận thì bọn em có rất nhiều quan điểm khác nhau là quay ở những cái clip ở đâu. Thì cuối cùng thì cũng thống nhất được quay ở ngay gần trường, ở di tích nhà tù Thái Nguyên. Bài dự thi của con thì nói về một cái di tích mà rất là quen thuộc với các bạn học sinh trường trung học cơ sở Trưng Vương. Vì di tích này thì được gắn liền với cái cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917. Và đến nay vẫn còn, dù là một di tích chỉ còn lại một dấu tích rất là nhỏ nhưng mà nghĩa thì rất là lớn lao và rất là đặc biệt với người dân Thái Nguyên. Con nghĩ là các bạn cũng biết đến nhưng mà cũng không sâu về phần lịch sử và giá trị của cái di tích này, nên là con muốn chia sẻ thêm về hiểu biết của mình. Không quá xa vời, mỗi di tích, những công trình, mỗi góc của thành phố hiện lên trong bài dự thi của các bạn thanh thiếu nhi thật gần gũi, tô lên những gam màu tươi sáng cho bức tranh về thành phố. Dạ, con lựa chọn chủ đề về địa điểm di tích Đình Hàng Phố vì đây là một địa điểm rất quan trọng trong cuộc đấu tranh giải phóng thị xã Thái Nguyên năm 1945. Dạ, đây là một địa điểm di tích nằm ngay giữa trung tâm thành phố. Con và các bạn cũng đã đi qua và cũng đã biết đến và cũng nhờ thầy cô và bố mẹ đã giúp cho con biết được một địa điểm di tích rất quan trọng và con muốn lan tỏa địa điểm này với cái cuộc thi này ạ. Cuộc thi đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tuyên truyền lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi thanh thiếu nhi thành phố, thể hiện qua tinh thần trách nhiệm và chất lượng của mỗi bài tham gia dự thi. Để nâng cao chất lượng các bài dự thi, thì giáo viên tổng phụ trách cũng như các giáo viên chủ nhiệm thường luôn luôn đồng hành cùng các em học sinh trong quá trình các em sáng tạo nội dung khi mà quay những thước phim tại những cái địa điểm di tích hay những cái công trình trọng điểm. Và những cái tác phẩm sau khi được gửi lên liên đội về nhà trường thì chúng tôi có thành lập những ban cố vấn để tuyển chọn những sản phẩm đạt chất lượng, đạt theo đúng yêu cầu của cuộc thi và gửi đi dự thi theo quy định. Với thời lượng tối đa không quá 3 phút, những hoạt động, hình ảnh về di tích, công trình trọng điểm, những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên được các thí sinh giới thiệu trong bài dự thi của mình đầy xúc tích. Mỗi video dự thi là một phong cách thể hiện sáng tạo. Với mục đích ý nghĩa là phát huy khả năng sáng tạo của đoàn viên thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên trong chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, đồng thời thể hiện tình yêu quê hương đất nước, đặc biệt là tình yêu đối với thành phố Thái Nguyên nhân dịp kỷ niệm 62 năm ngày lập thành phố Thái Nguyên anh hùng. Thì ban thường vụ thành đoàn chúng tôi đã phát động cuộc thi sáng tạo video với chủ đề Tôi yêu thành phố Thái Nguyên năm 2024. Điểm mới của cuộc thi năm nay đó là các bạn đoàn viên thanh niên có thể sáng tạo các video ngắn thông qua sử dụng trí tuệ nhân tạo cũng như là công nghệ ảo, và được có thể sử dụng các cái biểu mẫu, những đoạn video ngắn có sẵn trên các nền tảng mạng xã hội như là TikTok, CapCut hay là Facebook. Từ đây, những cá nhân có năng khiếu sáng tạo được phát hiện, bồi dưỡng, góp phần phát triển phong trào tuổi trẻ sáng tạo của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên.
thành phố gang thép, thành phố anh hùng, vươn lên trong gian khó, với sự vun đắp của bao thế hệ. Hưởng ứng tham gia một cuộc thi bằng ý thức, trách nhiệm và kiến thức được trau dồi. Mỗi bài dự thi, mỗi bạn học sinh đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tuyên truyền, quảng bá, tôn lên nét đẹp của thành phố Thái Nguyên, thành phố anh hùng hôm nay. Các bạn nhỏ thân mến, và bây giờ chúng mình hãy cùng dành thời gian để đến với một số bài dự thi tham gia cuộc thi Tôi yêu thành phố Thái Nguyên của các bạn thiếu nhi Thái Nguyên các em nhé. Tôi là một cậu bé nhỏ con và yếu đuối, sinh ra trong một gia đình nghèo khó của thành phố Thái Nguyên. Điều đó khiến cho tôi luôn có một mặc cảm, tự ti và trốn tránh mọi việc. Tôi cũng không hiểu sao mọi ánh mắt, mọi cử chỉ của tôi đều khiến mọi người cười nhạo. Ngày ấy, tôi vẫn thường lê mình với đôi dép tổ ong mít phân nửa. Tôi luôn là tâm điểm chọc ghẹo của các bạn nam cao lớn cùng trường. May sao ngày ấy, Khóa xuất hiện, cậu ấy đứng ra bênh vực tôi và dìu dắt tôi đến với võ. Nhưng võ không dễ như tôi tưởng. Trở về với cái chân đau, tôi kể với ông nội, ông xoa đầu tôi và kể câu chuyện về một quảng trường nằm giữa lòng thành phố Thái Nguyên. Quảng trường mang tên vị đại tướng Võ Nguyên Giáp. Rồi ông kể lại gia thế, tuổi thơ của đại tướng, sự nghiệp quân sự, những chiến công hiển hách. Ông nhấn mạnh quảng trường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhằm tri ân, thể hiện lòng thành kính đối với đại tướng của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Và ngày hôm nay, cậu bé ấy đã lớn rồi. Tôi muốn được giới thiệu với bạn bè trong và ngoài nước về một quảng trường Võ Nguyên Giáp đã ghi lại dấu ấn trong tôi và trong lòng người dân Thái Nguyên. Mọi người hãy cùng đi theo tôi nhé. Quảng trường mang tên Vị Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng huyền thoại của dân tộc Việt Nam. Đại tướng sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911 tại làng An Xá, nay là xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong một gia đình nhà nho giàu truyền thống yêu nước. Và ông đã chỉ huy quân đội Việt Nam đánh thắng hai kẻ xâm lược sừng sỏ của thế kỷ 20. Ngài là vị đại tướng đầu tiên và là tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có nhiều năm gắn bó với mảnh đất và con người Thái Nguyên. Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban Khởi nghĩa Võ Nguyên Giáp đã chỉ huy đội Việt Nam giải phóng, phối hợp với các lực lượng giải phóng thị xã, xóa bỏ bộ máy chính quyền của địch, thành lập Ủy ban Cách mạng lâm thời tỉnh Thái Nguyên. Đúng dịp kỷ niệm 104 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức lễ khởi công xây dựng quảng trường Võ Nguyên Giáp. Công trình được xây dựng trên tổng diện tích gần 47.000 m². Ebook phố điêu nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước với lòng tự hào dân tộc đến đông đảo nhân dân và du khách được xây dựng hai bên quảng trường. Quy mô mỗi bức tượng rộng 37m, cao 9,8m, ở chính giữa là cột cờ Tổ quốc, tạo không gian trang nghiêm. Bức phù điêu là ngôn ngữ điêu khắc thể hiện truyền thống cách mạng, văn hóa, bản sắc tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc. Có thể khẳng định quảng trường Võ Nguyên Giáp có ý nghĩa quan trọng, là nơi diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa của tỉnh Thái Nguyên, nơi giao lưu vui chơi của nhân dân trên địa bàn. Dù đi xa nhưng hình ảnh đại tướng vẫn luôn ở đó, che chở, bảo ban, dạy dỗ những người con thành phố Thái Nguyên nói chung và học sinh trường trung học cơ sở Chùa Hàng Hai chúng em nói riêng. Qua video, chúng em mong muốn góp công sức nhỏ bé của mình nhằm lan tỏa tình yêu lịch sử, lòng yêu nước đến các bạn học sinh thành phố Thái Nguyên để xứng đáng là người con của thủ đô gió ngàn. Xin chào các bạn, mình tên là Dương Minh Ngọc, học sinh lớp 7A1 trường trung học cơ sở Trương Vương. Để hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video với chủ đề Tôi yêu thành phố Thái Nguyên năm 2024 do Thành đoàn thành phố Thái Nguyên tổ chức, mình đã làm video này vừa là để tham gia cuộc thi và cũng là để thể hiện tình yêu của mình đối với thành phố Thái Nguyên, nơi mà Minh Ngọc đã sinh ra và lớn lên. Mong các bạn hãy xem tiếp video và ủng hộ cho Minh Ngọc các bạn nhé. Các bạn thân mến, các bạn có hay được bố mẹ đưa ra quảng trường Võ Nguyên Giáp chơi không nhỉ? Riêng Minh Ngọc thì thích được lang thang trên con đường đội cấn vào những buổi chiều thu mát mẻ. Và nhờ thói quen ấy đã giúp cho Minh Ngọc biết được một di tích hết sức đặc biệt nằm ngay giữa trung tâm thành phố. Đó chính là địa điểm di tích Đình Hàng Phố. Chắc hẳn các bạn đang thắc mắc di tích này liên quan đến sự kiện lịch sử nào phải không? Nhưng trước tiên, Minh Ngọc sẽ chia sẻ cho các bạn về địa điểm có tên Đình Hàng Phố này trước đã nhé. Đình Hàng Phố được nhân dân thị xã Thái Nguyên xây dựng từ thời vua Khải Định năm 1919. Đình được lập để thờ 8 vị tướng, mà đứng đầu là tướng Dương Tự Minh, người anh hùng dân tộc Phủ Phú Lương Thái Nguyên. Thời
nhà Lý ở thế kỷ 12. Và đó là lý do mà nơi đây có tên gọi là Đình Hàng Phố. Địa điểm này cũng đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc chiến đấu giải phóng thị xã Thái Nguyên năm 1945 đấy các bạn ạ. Địa điểm Đình Hàng Phố được xác định ở khu vực trên đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Năm 2004, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã dựng lại bia ghi dấu địa điểm Đình Hàng Phố với nội dung Địa điểm di tích Đình Hàng Phố. Nơi đây thời kỳ trước năm 1945 là Đình Hàng Phố, ngôi đình do nhân dân thị xã Thái Nguyên xây dựng đầu thế kỷ 20. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, Bộ Chỉ huy Việt Nam Giải phóng quân do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy đã đặt sở chỉ huy tại Đình Hàng Phố. Có sự tham gia của quân đồng minh đã bao vây, tấn công quân Nhật, giải phóng thị xã Thái Nguyên, tạo uy thế cho cao trào tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8. Thật vinh dự cho Minh Ngọc khi được học tập dưới mái trường trung học cơ sở Trưng Vương thuộc phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, nơi mà có di tích Đình Hàng Phố, địa điểm quan trọng trong cuộc đấu tranh giải phóng thị xã Thái Nguyên. Minh Ngọc mong các bạn hãy yêu từng con đường, góc phố của thành phố Thái Nguyên giống như Minh Ngọc và tìm hiểu thêm về những di tích lịch sử của thành phố chúng ta các bạn nhé. Video của Minh Ngọc đến đây là hết rồi. Xin được cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Các em thân mến, ít phút còn lại của chương trình chúng mình sẽ lại cùng tìm hiểu về luật trẻ em thông qua những tình huống nhé. Và hôm nay chị có một tình huống như sau. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bạn B 10 tuổi phải làm thêm tại một cửa hàng bán phở trên thành phố. Trong quá trình làm việc, B nhiều lần bị chủ cửa hàng ngược đãi, hành hạ, làm em bị tổn hại về thể chất và tinh thần. Vụ việc sau đó bị phát giác và chủ cửa hàng đã bị khởi tố về tội hành hạ người khác. Bạn B được xác định là người bị hại, đồng thời là người làm chứng trong vụ án. Để bảo vệ bạn B khi tham gia vào quá trình tố tụng, các biện pháp nào sẽ được áp dụng? Chúng mình cùng tìm hiểu các em nhé! Do bạn B mới 10 tuổi nên theo Điều 1 Luật Trẻ Em năm 2016, bạn B là trẻ em. Theo khoản 2 Điều 71 Luật Trẻ Em năm 2016, khi tham gia vào quá trình tố tụng với vai trò là người bị hại và người làm chứng mà bị tổn hại về thể chất, tinh thần, bạn B có thể được áp dụng các biện pháp bảo vệ sau đây. 1. Các biện pháp bảo vệ trẻ em cấp độ hỗ trợ bao gồm: hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là trẻ em không đủ điều kiện thực hiện được quyền sống, quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, quyền học tập, cần có sự trợ giúp, can thiệp đặc biệt của nhà nước, gia đình và xã hội để được an toàn, hòa nhập gia đình, cộng đồng. Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và gia đình của trẻ em được tiếp cận chính sách trợ giúp xã hội và các nguồn trợ giúp khác nhằm cải thiện điều kiện sống cho trẻ em. 2. Các biện pháp bảo vệ trẻ em cấp độ can thiệp bao gồm: chăm sóc y tế, trị liệu tâm lý, phục hồi thể chất và tinh thần cho trẻ em bị xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần can thiệp. Bố trí nơi tạm trú an toàn, cách ly trẻ em khỏi môi trường, đối tượng đe dọa hoặc đang có hành vi bạo lực bóc lột trẻ em. Bố trí chăm sóc thay thế tạm thời hoặc lâu dài cho trẻ em không thể sống cùng cha mẹ vì sự an toàn của trẻ em. Cha mẹ không có khả năng bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em hoặc chính là người xâm hại trẻ em. Đoàn tụ gia đình, hòa nhập trường học, cộng đồng cho trẻ em bị bạo lực bóc lột, bỏ rơi. Tư vấn, cung cấp kiến thức cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, các thành viên gia đình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt về trách nhiệm và kỹ năng bảo vệ, chăm sóc, giáo dục hòa nhập cho trẻ em thuộc nhóm đối tượng này. Tư vấn, cung cấp kiến thức pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Các biện pháp hỗ trợ trẻ em bị xâm hại và gia đình của trẻ em nhằm hỗ trợ bảo đảm mọi trẻ em được chăm sóc sức khỏe, ưu tiên cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em đang sinh sống tại các xã biên giới, miền núi, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, theo dõi, đánh giá sự an toàn của trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại. Ngoài ra, trẻ em là người làm chứng còn được bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự và bí mật đời sống riêng tư, hạn chế tối đa việc dẫn giải gây áp lực về tâm lý. Các em thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình của chúng mình ngày hôm nay là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn nhỏ trong những chương trình sau. Tạm biệt các em!